tour du lịch hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thành được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến Berlin. Đúng như chương trình đã định, thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại Berlin sẽ khai trương tour du lịch đầu tiên trên thế giới, đưa khách Đức và các nước châu Âu trải nghiệm những gì đã diễn ra vào ngày đen tối 23 tháng 7 năm 2017, ngay giữa thủ đô Berlin, khi mật vụ Việt Nam đột nhập lãnh thổ Đức để bắt cóc cựu đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thành tại Berlin. Cũng hôm 16 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng sẽ đặt chân đến Berlin trong chuyến đi âm thầm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chuyến đi làm việc tại Đức đã được 2 ngày và tối 15 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng đã đọc diễn văn trong buổi tiệc tình yêu tại Tòa Thị Chánh Hamburg. Nhưng tất cả báo chí Việt Nam trong nước vẫn im lặng, hoàn toàn không đưa một tin tức nào về chuyến đi này của một vị bộ trưởng. Nữ nhà báo Đức bà Marina Mai cho biết tour du lịch đặc biệt này sau khi được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đã gây được sự chú ý của nhiều người Đức, Tây Ban Nha và cả người Việt Nam đang định cư tại đây. Họ đã đăng ký khá đông và tôi đã thông báo mở tiếp tour thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu này. Đặc biệt, một nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức đặc trách về nhân quyền đã đăng ký cùng tham gia tour ngày thứ Bảy, 16 tháng 3 năm 2019. Có lẽ ông muốn hiểu rõ hơn qua quá trình gây án của mật vụ Việt Nam và nhiều người trong tòa đại sứ của nước này ở Berlin đã gây ra khi tổ chức bắt cóc một công dân của nước mình ngay giữa ban ngày, nơi cách không xa phủ tổng thống và phủ thủ tướng Đức. Hành trình tour du lịch sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ từ khách sạn Sheraton Berlin, nơi ông Trịnh Xuân Thanh và bạn gái cô Đỗ Thị Minh Phương đã từng ở trước khi bị bắt cóc. Sau đó, đoàn sẽ được dẫn đi theo đúng con đường từ khách sạn ra tới công viên Berlin Tiergarten, nơi hai người bị một nhóm khoảng 7-8 mật vụ Việt Nam quật ngã và lôi lên chiếc xe bus Volkswagen T5 màu nhũ bạc được thuê từ khu chợ Sapa, Cộng hòa Séc. Tiếp đến, khách sẽ được đưa bằng xe theo xe đúng lộ trình mà thiết bị định vị GPS đã ghi nhận được từ công viên Tiergarten về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin tại đường Essenstrasse số 3, quận Treptow, Berlin. Tại đây, khách sẽ được chứng kiến khu nhà đại sứ quán với những căn phòng có các ô cửa sổ nhỏ nơi ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhốt 2 ngày từ 23 tháng 7 đến 25 tháng 7 năm 2017, để sau đó bị nhân viên Đại sứ quán Việt Nam chở sang Brno, Cộng hòa Czech và thủ đô Bratislava của Slovakia để trao cho Bộ trưởng Tô Lâm dùng chuyên cơ mượn của chính phủ Slovakia đưa sang Moscow, từ đó chuyển tiếp về Việt Nam. Toàn bộ chương trình tham quan sẽ được giới thiệu bằng tiếng Đức và tiếng Việt. Nhiều tình tiết mới chưa từng được tiết lộ sẽ được đưa ra chắc chắn sẽ đem đến cho người Đức và khách quốc tế cũng như cộng đồng người Việt ở châu Âu thêm hiểu biết về những gì đã thực hiện diễn ra trong ngày 23 tháng 7 năm 2017. Đèn tối cách đây hơn một năm rưỡi với hậu quả là Việt Nam bị liệt vào danh sách nhà nước bắt cóc trong bản đồ đen tối của thế giới. Có lẽ khi đến Đại sứ quán Việt Nam, địa điểm cuối cùng của tour du lịch đặc biệt này, đoàn tham quan sẽ trông thấy Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được Đại sứ quán Nguyễn Minh Vũ đưa bằng xe ô tô khởi hành từ Đại sứ quán đến chợ Đồng Xuân để tham dự buổi giao lưu với một số doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam bắt đầu lúc 17 giờ. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh Thời báo chấm qua phần trình bày của Ý Nhi. Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem.